mình cùng đến với phần đầu tiên, đó là phần chia các nhóm cây. Trên thực tế, chúng ta có nhiều nhóm cây lắm, nhưng trong phần miêu tả ở lớp 4, chúng ta sẽ chia thế này. Trước hết, ta sẽ lựa chọn cây lấy gỗ. Với những cây lấy gỗ là cây thân lớn, vì thế ta sẽ tập trung miêu tả chủ yếu là thân cây. Ví dụ, cây lim xanh, cây sưa đỏ hay cây gỗ thông. Tất cả những cây này là cây trồng để lấy gỗ. Người ta sẽ trồng và khai thác trong khoảng 30, 50 hoặc nhiều hơn nữa. Vì thế, cây thường rất lớn và ta đương nhiên tập trung miêu tả phần thân cây. Nhóm cây thứ hai là nhóm cây lương thực. Cây lương thực là cung cấp lương thực cho mình. Vì thế, bộ phận cần miêu tả rõ nhất là nơi chúng cung cấp lương thực. Ví dụ, cây lúa là cây lương thực chính. Và khi miêu tả, đương nhiên con sẽ miêu tả bông lúa, hạt lúa. Cây ngô, ta sẽ miêu tả nhiều hơn ở bắp ngô. Hoặc cây khoai, tất nhiên con sẽ miêu tả rõ nét ở củ khoai. Nhóm thứ ba, nhóm khá phổ biến, đó là cây ăn quả. Đã là cây ăn quả, người ta trồng để lấy quả, cho nên bộ phận mà con cần phải tái hiện rõ đó chính là phần quả. Ví dụ, quả dưa hấu, quả xoài hay quả bưởi. Màu sắc các loại quả khác nhau, thậm chí vị trí của chúng cũng khác nhau. Chính vì thế, nó có những đặc điểm rất thú vị. Lát nữa, cô sẽ xây dựng kỹ hơn ở phần này.